Không có, đấy là tiếng mic mà. Tiếng vào mic luôn, nó vào mic luôn. Mọi người đang nghe rõ nhạc nền cho mọi người nhỉ? Đây đây đây. Tình đời khi trắng khi đẹp, cười vui mấy đó nhưng giờ chạm vào tim này hề quen. Chạm vào tim này, có cảm xúc. Gặp thì người thơ ớ rúng lên chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Rúng lên. Cuộc đời khi có khi không, rồi khi tung yêu người hỏi có đòi được không. Rúng rồi đấy, rúng rồi đấy. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập trùng ngồi một mình thơ. Suốt cả đời này biết mấy ai thân. Nhiều khi thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì bằng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu. Chuẩn, em dùng chuẩn kỹ năng lên đi anh. Cho xin một vỗ vỗ tay đến từ các bạn khán giả nhá. Các bạn khán giả trên kênh nhá. Cho xin nghe một tràng vỗ tay nhá. Cảm ơn vừa bạn Vũ Phạm vừa ném 10 đô đến sân khấu nhá. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập trùng ngồi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân. Ai thân. Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Ngỡ tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cảm ơn Sơn Nguyên nhá. Cảm ơn Sơn Nguyên. Cảm ơn bạn Sơn Nguyên đã ném 3,33 đô lên sân khấu nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Chúng ta đến với quay trở lại. Ôi, 50 đô luôn ạ. Tính đi ngủ. Ôi, mà hát hay quá đây này. Xin đối đến 50 đô. Ôi, cảm ơn bạn Anh Đức ném 50 đô lên sân khấu nhá. Ôi, hát hay quá. Cảm ơn Sinh Vi nhá. Ôi, tôi nghe thôi. Ấy, hát bài là anh em ném tiền lên sân khấu. Ném liên tục. Chính ra là sau khi mà xem cái phần trình diễn của hai đứa. Anh thấy bọn em có cái triển vọng không? Đúng, rõ ràng luôn. Anh nghĩ rằng là bọn mày nên hát trong các chương trình dành cho trong các bệnh viện liên quan đến tiêu hóa. Nghe xong anh buồn đi nặng lắm. Hát cho chương trình này xin bài hát này thì anh xin gửi tới những bệnh nhân đang bị táo bón. Viêm đại tràng mãn tính.